Vâng, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình quyết định hy sinh một chiếc loa để khui ruột cho mọi người xem luôn. Sau khi khui ruột thì mình quyết định lấy cái loa này mình xài luôn. Ok, đây là dòng loa Agnos KS361S. Đấy, thì trước giờ mình đã bán rất là nhiều rồi. Thì tí mình sẽ cho mọi người xem những cái hình ảnh nha. Đây, KS361S của hãng Agnos nha. Đây là bộ micro của nó nè. Đây, và bên cạnh đây thì mình đã khui, ngày hôm nay á, là mình sẽ khui ruột, là khui hết cho mọi người xem luôn nó có những cái gì nhé, mà tại sao lại khách hàng lại ưa chuộng. Ok, đây đây là micro mình đã mở ra mọi người nhé. Đây mọi người, ở phía đuôi đó, cái đầu micro mọi người nè, mình gỡ ra này rồi tới đây thì mình thấy một điều lạ mọi người. Bình thường á thì những cái micro khác á nó sẽ gắn bằng dây, còn ở đây thì nó sẽ gắn ở đây luôn, nó gắn vào đây luôn, khỏi có cần dây nè. Đó rồi, đây là cái đầu mic, cái này là bảo vệ. Rồi bây giờ mình sẽ khui cái này ra nhé, khui này ra xem thử nó có cái gì. Đấy, tại vì đây là một dòng loa nó gọn thôi mà giá nó gần bằng một cái loa 4 tấc rồi. Này, bên trong mọi người nè, cái này thì mình thấy nó được hơn đợt trước ở phía trong, cái độ hoàn thiện ở phía trong nè. Đấy đó. Mình cái này mình đã xác định là mình xài luôn nha, nên mình gỡ tem ra, nên tại vì gỡ tem là chắc chắn là không được bảo hành đâu. Rất tem như vậy chắc chắn không có được bảo hành đâu. Đấy, chơi lớn để cho mọi người xem bên trong luôn nha. Ok, rồi mình sẽ mở trên đây, mở trong này, rồi mở sau đây ra, sau đây ra luôn nhé. Mọi người đón xem nha. Ok, khui ra luôn. Đấy, xem là có gì. Lâu giờ mình mở mấy hãng khác thôi, chứ chưa có mở hãng này, chưa có mở hãng Agnos. Tại vì ở đây hãng nên là mình khui ra sợ là hết bảo hành luôn. Đấy, ủa rớt ốc rồi. Chưa được chuyên nghiệp lắm. Đây nhá. Ok rồi, đó, chuẩn bị mình về quê rồi, chuẩn bị về quê nên sẽ xách cái này về quê luôn, về trên quê mình trên Lâm Đồng á, cây cối nhiều lắm. Mình lên rừng mình test cho mọi người nghe thử coi. Mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, để cập nhật những video sau nha. Ồ, bay ra ngoài luôn rồi. Đây, nặng quá. Đây, củ từ nè mọi người nè. Củ từ mình xem thử chữ này chữ gì. SF8Ohm 30W 2019 11 25 tháng 11 năm 2019. Là củ từ này chắc là cái tháng xuất xưởng, cái ngày sản xuất đâu mọi người. Rồi đây. À, lâu giờ thì mình nói là bên trong là pin lithium, thì bên nhà hãng, bên hãng người ta nói vậy thôi chứ mình đâu biết đâu, mình chỉ nghe vậy thôi, giống như pin điện thoại thôi. Thì mình mở ra thử như thế nào nhé. Ok rồi, cái này thì mở không được. Đây thử cái này thử nhé. Đó, đây anh quay để cho mọi người xem cái trong nè. May quá không là đụng cái bát à, cứng quá. Cái này như có dán keo mọi người à, rất là cứng luôn, dán keo rồi. Ok, mình đang quay hả? Ok rồi, mọi người đợi một chút nha, mình chưa có mở cái này ra lần nào nên nó không biết cách mở như thế nào. Mở ngu là bị hư luôn á. Đấy, nghiệp dư nha. Đây rồi, ok, lo chung mọi người nè, lo chung nè. Đấy, nhện lo nè, cái này là củ từ của cái lo chung mọi người nè. Lo chung nó còn ghi là 8 ohm 15W. Ở đây thì nó có một cái ngăn luôn mọi người nè. Cái ngăn này mọi người để ý nha, ở đây là cái ngăn nó luôn. Đó, ngăn liên cái phần chung này riêng luôn mọi người nè, không ảnh hưởng gì với bên trong. Rồi, giờ tới cái phần chép nha. Thử xem nó có cái gì. 1 1. À, chắc là trên YouTube chưa ai khui cái loa này đâu mọi người. Đấy, ok. Đấy, mình nghĩ loa này chắc nó cũng dán dính rồi. Ở đây nó có một cái miếng gì mọi người nè, hình như nó che cái gì đấy mà nó dính vào đây luôn. Cứng quá. Nó có dính keo mọi người, nó có dính keo luôn. Đó, để đánh nó không có bay ra hay sao á. Rồi, ủa lo chép, lo lạ quá.
Người xem đây mọi người nè, lo chép nè. Đấy, cụ từ sát đây, lo chép đây à, chút xíu à. Lần đầu tiên thấy kiểu này luôn. À, lo chép và lo chung này thì nó ở một khu riêng, chứ không phải là lo này ở một khu riêng, mà lo này mình có thể thông ngón tay xuống nè, thông ngón tay xuống rồi nè, đó. Lo chép và lo chung này nó ở một khu riêng nha. Rồi, cái này mình nghĩ chắc nó giống y vậy thôi. Đây, mình mở thử ở phía bên này coi thử nó có cái gì. Đấy, thử nha. Mọi người có thể xem ở đây nè. Ở đây bên trong nó có pin. À, cái này là pin pin cell á mọi người. Hình như là cái dòng này với là pin lithium nè. Đấy. Pin đó là pin lithium, còn pin này là pin lithium. Đó, bên hãng họ báo như vậy. Pin này là giống loại pin cell của laptop, mọi người thấy nó có 8 cục nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 cục. Có dán pin Atmos luôn nè, có chữ Atmos ở đây. Rồi ở đây chắc mình nghĩ là cái cục phân tầng của nó thì phải nè. Tại vì nó ra đây mọi người nè, phân tầng của nó nè. À, có thể là cái này nó sẽ ra, nó ra hai cái này nè, mình thấy có đấu dây ra đây. Đó. Rồi, mình sẽ mở ở trên thử coi nó có cái gì nhé. Rồi. Đây, cho mọi người xem lần nữa. Rồi, ở trên này có thử nó có cái gì ở đây. Trên này. Nhấn thử coi. Vui lòng kết nối Bluetooth. Vui lòng kết nối Bluetooth. Thử nhé. Tí mình mở ở sau ra thử nó có gì nhé. Trên à. Đây là dòng loa, mình thấy nó cũng gọn tiện, rất là dễ để chúng ta có thể xách đi. Con ốc này đẹp mọi người nè. Ốc này mình thấy nó màu đồng luôn, dễ xách đi xa để du lịch chơi. Đó, màu này mọi người nè. Ốc này đẹp. Đấy. Rồi. Thử coi. Không biết gỡ ra sao luôn. Chắc dính ở đây rồi mọi người. Mở ra không được. Rồi. Thử ốc này nhé. Đây. Miếng màu đồng ở trong rồi nè. Trong ngoài màu đồng luôn. Còn ở đây thì là cái gì đây? Có giật không? Đây là một miếng cao su. Đây. Wow. Cao su mọi người nè. Đấy thì ở đây. Nó gắn một cái bo mạch, nó chớp nháy đèn mọi người nè. Như D6R là điện trở gì đây. Mọi người thấy rõ chỗ này mà. À, cái anh này quay phim mới nè, chưa quen quay phim. Đó, đó nên nó quay nó hơi quay lung tung. Mọi người có thể xem kỹ đây nhé. Cái bo nè. Đấy. Ok, ở trên thì mình gắn cái này lên trên thì nó sẽ hiện đèn màu xanh như thế này, xanh đỏ như thế này. Đấy, nó chớp nháy ở đây. Rồi, mình sẽ đến phần sau nhé, mình tạm thời mình tắt đi. Tắt thì mình mở phía sau cho mọi người xem. Đấy, phần sau nhé. Xác định mở về là hết bảo hành đó mọi người. Không ai bảo hành cho mình nếu mình mở về đâu. Nên là mọi người đừng mở nhé. Mở ra là xem tham khảo thôi nha. Tại vì nếu mọi người mở ra rách tem này thì mình sẽ cũng sẽ không bảo hành được cho mọi người đâu. Tại vì khi mình bảo hành thì mình cũng đem lên hãng thôi. Đó. À. Ủa? Khui nhầm đây. Khui nhầm. Họ tí khui này luôn. Đấy. Khui nhầm ông quay phim ông chè môi mình. Thử cái này là gì nha. Đấy. Thì mình thấy xu hướng hiện tại mọi người là người ta sẽ sử dụng, hiện tại thì thường mình thấy vị khách hàng bây giờ sẽ hướng về những cái lo nhỏ gọn tiện lợi hơn. Nếu mà hai cái, một cái gọn mà hay còn một cái to mà hay thì đương nhiên thì người ta sẽ chọn một cái gọn mà hay nhiều hơn. Đó, mình thấy cái xu hướng nó khác. Rồi. Ủa nó dính dính gì vậy? À đây. Còn một em này nữa. Còn dính. Đây. Cái dây này thì không kéo được nữa mọi người nè. Bo mạch ở sau không kéo được rồi. Mình nghĩ là lắp ráp cái này cũng không có đơn giản mọi người nè. Tại vì cái này nó rất là khó lấy ra. Dây điện là cứng ngắc luôn rồi nè. Kéo không được nữa. Đây. Dây điện cứng luôn rồi. Kéo không được nữa rồi. Cái này mình nghĩ cũng không phải dễ lắp ráp đâu. Đấy. Rồi. Xong rồi đây. Thì mình nói cho mọi người luôn, cái chỗ dòng chỉ có chữ S đó mọi người.
KS361S, KS360MS, KS361MS. Chữ S nó có nghĩa là bộ micro bằng kim loại nè. Đó. Và cái này nó có cổng optical và nó có cổng guitar. So với những dòng 360, 361 khác, dòng nào có chữ S là hiện có bộ mic này, cộng có thêm cổng optical và cổng guitar. Đó, đó là sự khác biệt nhé. Mình sẽ thử mở cái mặt da ra mọi người xem thử nhé. Đối với những dòng loa mà nó KS361S cũng như là KS360MS thì nó sản xuất nguyên thùng nguyên chip tại Trung Quốc, thì cái lớp da này nó không có mịn bằng những cái dòng loa nó sản xuất tại Việt Nam mọi người nhé. Những loa mà sản xuất tại nhà máy Hammer đặt tại Việt Nam của mình á, thì cái da nó mịn hơn, nó đẹp, nó sang hơn và những cái đường chỉ nó đẹp hơn. Đó, thì mình đã quay review cho mọi người dòng loa KS361MS á. Còn dòng loa này thì mình có nghiên cứu như thế này mọi người, cũng được tham khảo luôn, là tại sao một cái dòng linh kiện hoàn toàn giống nhau nhé, linh kiện nè cũng như bộ micro đều hoàn toàn giống nhau, tại sao cái dòng loa KS361MS sản xuất tại nhà máy Hammer của Hàn Quốc á, thì cái chất âm nó trong hơn. Thì cũng có nhiều khách hàng đánh giá nè là tiếng nó trong hơn và nó hay hơn dòng này một chút thôi, không có nhiều đâu, một chút thôi, nhưng mà tại sao là như vậy trong khi mọi thứ hoàn toàn giống nhau. Thì mình xin trình bày cho mọi người luôn, đó là cái chất gỗ của nó khác nhau đó mọi người. Cái chất gỗ nó hay hơn, nó có kỹ thuật hơn thì cái tiếng nó nảy hơn và nó trong hơn đó, nó chỉ khác nhau một chút xíu chất âm về vì cái chất gỗ khác nhau thôi mọi người. Tại này cái KS361S này á, sản xuất nguyên thùng nguyên chiếc tại Trung Quốc, còn dòng loa KS361MS thì nó sản xuất tại Việt Nam mình. Nếu mà sản xuất tại Việt Nam mình thì cái ông chủ người Hàn Quốc ông trả lương cho công nhân của mình đấy, thì cũng coi như là có hỗ trợ Việt Nam mình. Còn chi thì nó khác một chút ở chỗ đó. Rồi mình gỡ cái lớp da ra xem thử nó có gì đấy. Thì thường mọi người thấy một là loa nó sẽ, một thì nó sẽ làm lỗ thông hơi, hai thì nó sẽ làm cái màng cộng hưởng. Ví dụ như cái loa Q5 đây. Đây, loa Q5 này nó đâu có lỗ thông hơi mọi người nè, thì bắt buộc nó phải làm màng cộng hưởng để cho bass sâu hơn. Còn những dòng loa như loa Q7 thì nó sẽ làm cái lỗ thông hơi như thế này. Đó. Thì nên là nhiều anh chị kêu là ủa tại sao loa Q5 đến 6 cái loa, thật ra là 4 cái loa, 2 loa bass, 2 loa chép với lại 2 cái màng cộng hưởng sau thôi. Tại sao nó lại hay không hay bằng Q7? Mà Q7 nó vẫn là cái lỗ thông hơi để tiếng bass nó sâu hơn mọi người. Rồi. Nhé. Wow. Thử đây là cái gì? Đây. Ok. Nè, à còn ốc nữa. Anh quay phim tinh mắt quá. Tìm không ra không để ý. Rồi. Mình thử ra thử nhé. Thử cái này là cái gì? Không ra mọi người. Dính luôn rồi. Cái này chắc là dán keo cứng rồi đó mọi người nè. Bó tay. Dán keo rồi mọi người. Chỗ này chắc là người ta, à cái lớp này là người ta dán keo lên cái thùng gỗ rồi mọi người. Cái này mình mở ra không có được. Đấy, rồi, ok. Rồi, xong. Nãy giờ coi như là mình đã mở ruột chi tiết cho mọi người xem dòng loa này là KS361MS. Đấy, và qua đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ loa bên mình nhé. Đây là một số hình ảnh kỷ niệm của những khách quý đã mua.